Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Trúc Nhân thì đã có bài hát Chuyện cũ bỏ qua. Nhưng ở anh em TV, chúng tôi không làm như vậy. Chúng tôi thích đào lại chuyện cũ đây. Rồi, và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những sự kiện công nghệ nổi bật trong năm vừa qua nha. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. iPhone có các tính năng cao cấp nhưng lại có mức giá cực ngon. Năm vừa qua quả thật đã có rất nhiều sự kiện nổi bật, nhưng sự kiện chiếc iPhone 13 Pro Max giảm giá 5,5 triệu đồng sẽ còn hot hơn nữa tại Sale.net. Tất cả thông tin về sản phẩm, link chương trình mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhá. Bấm vào ngay thôi. Trong năm vừa qua thì quả thật chúng ta đã có rất nhiều những cái sự kiện công nghệ nổi bật, ví dụ như là Facebook đổi tên này, hay là iPhone 13 này, MacBook mới này, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà có lẽ một trong những cái sự kiện công nghệ mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến giới công nghệ Việt Nam thì không thể không nhắc tới, đó chính là tai nghe Airby. Vâng, và trong nửa cuối năm nay thì chiếc tai nghe Airby thực sự đã khiến cho rất nhiều người quan tâm. Và nếu như nhìn ở một cái khía cạnh nào đó thì rõ ràng là chiếc tai nghe này đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Anh em có thể thấy được rằng là giới công nghệ Việt Nam thì ai ai cũng nói về chiếc máy này. Đi đâu cũng thấy Airby, đi đâu cũng thấy rằng là BKV, đi đâu cũng thấy CEO Nguyễn Tử Quảng, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại sự kiện này nhé. Mặc dù được giới thiệu chung với Bphone B86, tuy nhiên phải đến cuối năm nay thì BKV mới chính thức bán ra chiếc tai nghe Airby. Hãng cũng đã tạo ra một chương trình nghe rất lạ tai là đặt móng tai nghe Airby. Trước khi chiếc tai nghe này chính thức được đưa tới tay người dùng thì CEO Nguyễn Tử Quảng đã lên tiếng tung hô sản phẩm của mình. Đây là một trong những sản phẩm phức tạp nhất từ trước tới nay, chất lượng âm thanh tuyệt vời, thậm chí còn ngang bằng những chiếc tai nghe với mức giá gấp đôi. Và cũng giống như những sản phẩm bình thường thì Airby cũng đã có những phiên bản thử nghiệm. Và tất nhiên là các reviewer đã được trên tay sớm và có những bài đánh giá nhanh về chiếc tai nghe này. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những video này không bị xóa khỏi YouTube, khiến cho người dùng nghi ngờ rằng BKV đã có tác động để ẩn đi những đánh giá của các reviewer. Sau đó thì ông Quảng cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận đây là lỗi do nhân viên và đây là sự hiểu lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó thì ông cũng rất tự tin vào sản phẩm của mình khi nói rằng tai nghe Airby có chất âm tương đương với những sản phẩm có giá gấp đôi, bản lề dùng 5 năm không hỏng, tai nghe đeo cả ngày không đau tai. Và cho đến khi những chiếc tai nghe được đưa đến tay người dùng thì lúc đấy mọi người mới thấy hộp hoàn thiện kém, linh kiện bên trong sắp xếp không được chuyên nghiệp và chất âm thì cũng không được như quảng cáo. Rất nhiều đánh giá cho rằng chất lượng của tai nghe Airby không quá ấn tượng. Và đến nước này thì ông Quảng đã nói một câu có thể là một những câu nói gây chấn động nhất năm 2021. Đó chính là câu gì ạ? Đúng rồi, reviewer Việt Nam không đủ trình độ chuyên môn. Ông tuyên bố rằng những reviewer Việt Nam không đáng tin cậy, nhận tiền thì nói tốt, còn không nhận tiền thì sẽ dìm sản phẩm. Ông cũng cho biết sẽ không bao giờ làm việc với reviewer nữa mà sẽ tự mình chia sẻ những thông tin tới người dùng. Sau này ông cũng sẵn sàng thưởng 1 tỷ cho ai chứng minh được vấn đề trên tai nghe Airby là sự thật. Có thể nói rằng là chiếc tai nghe Airby thì không phải là một sản phẩm quá chất lượng, thế nhưng mà như mình đã nói ở trên, chiếc tai nghe này đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến BKV, một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến những phát ngôn của CEO Nguyễn Tử Quảng, và quả thật là không thể tin nổi. Năm vừa qua thì quả thật là một năm cực kỳ khó khăn đối với lại Facebook khi mà hãng bị kiện tụng liên tục. Tuy nhiên thì giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì Facebook đã biết cách để khiến cho người ta phải nhắc đến tên mình. Đó chính là việc Facebook chính thức đổi tên thành Meta. Sự kiện này đã mang tới rất nhiều sự quan tâm, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. Nếu như anh em không tin thì anh em hãy cứ thử tìm kiếm Facebook đổi tên thành Meta. Thì chỉ trong vòng chưa tới một giây đã có tới hơn 5 triệu kết quả cho nội dung này. Tất nhiên mọi người mong chờ là một điều gì đó mới từ Facebook, ví dụ như là một sản phẩm mới, một giao diện mới hay là một lãnh đạo mới. Tuy nhiên thì mọi thứ vẫn thế và chưa có gì thực sự đột phá xảy ra cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù mới đây thì Facebook cũng đã nhá hàng rằng là hãng đang sản xuất một cái sản phẩm găng tay giúp cho người dùng có thể cảm nhận được như thật khi ở trong thế giới ảo. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta vẫn sẽ cần có thời gian để cái sản phẩm này được hoàn thiện một cách tốt nhất.
Thậm chí là đối với một vài chuyên gia thì cái việc mà Facebook đổi tên thành Meta, đổi cho chúng ta một cái tên mới ấy, thì nó giống như kiểu là một cách để Facebook đánh lạc hướng người dùng. Thay vì là người dùng họ nói với những cú phốt, những cái vụ kiện tụng của Facebook trong năm vừa qua về quyền riêng tư, về vấn đề về quyền riêng tư đúng không ạ? Thì là chúng ta sẽ nói về việc là Facebook đổi tên thành Meta. Và anh em có thể thấy rằng là đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thứ thay đổi thực sự về Facebook. Năm vừa qua nếu như để mà đưa lên bàn cân đo đong đếm giữa Apple cũng như là Samsung, ai thành công hơn, ai gây ấn tượng hơn thì xin phép là chia sẻ với anh em. Mình phải thừa nhận là Samsung năm vừa qua thực sự họ đã cho ra mắt những sản phẩm vô cùng ấn tượng. Đặc biệt là bộ đôi Samsung Galaxy Z Fold 3 và Samsung Galaxy Z Flip 3. Thay vào đó thì Apple họ vẫn giữ nguyên thiết kế của chiếc iPhone 13. Và thậm chí là những người cũ của Apple họ không hiểu rằng là Apple họ đang làm cái gì. Thậm chí là Steve Wozniak còn nói rằng: "Tôi chả thấy rằng là thiết kế của iPhone 13 so với iPhone 12 thì nó khác nhau ở chỗ nào." Tuy nhiên thì Apple họ vẫn rất biết cách để cho người ta bàn tán cũng như là nhắc về mình, khi mà năm vừa qua họ đã cho ra mắt một thế hệ MacBook Pro hoàn toàn mới. Và tất nhiên thiết kế thì cũng dị không kém. Thực tế thì Apple đã bê nguyên tay thỏ của iPhone lên những chiếc MacBook, và Apple đã khiến cho người dùng phải té ngửa với thiết kế rất là dị này. Có người thì bảo rằng là nhìn tay thỏ trên iPhone quen rồi, thế nên là thêm trên MacBook thì cũng bình thường. Có người lại nói rằng là xấu. Đây là một những thiết kế lười nhác của Apple, thiếu sáng tạo. Và thực ra thì xấu hay đẹp ấy, thì nó còn tùy thuộc rất nhiều vào gu của mỗi người đúng không ạ? Giống như kiểu là tai nghe vậy. Thế nhưng mà có một điều mà mình có thể khẳng định với anh em rằng là chiếc MacBook Pro thế hệ mới này của Apple ấy, nó đã mang tới cho người dùng rất nhiều thứ mà người dùng đang cần. Đầu tiên vẫn là sức mạnh của những con chip M1. Từ lúc Apple nghỉ chơi với Intel thì công nhận là MacBook mạnh lên hẳn. Không chỉ có M1 năm nay mà Apple còn trình làng thêm cả M1 Max, khiến cho sức mạnh của chiếc MacBook Pro cũng không thể coi thường. Hơn thế nữa, với sự trở lại của rất nhiều cổng kết nối, khe cắm thẻ nhớ và cả MagSafe huyền thoại thì chiếc MacBook Pro bây giờ không khác gì một studio di động, giúp cho người làm sáng tạo có thể làm việc được mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là YouTuber nổi tiếng là Marques Brownlee cũng đã nói rằng anh cầm luôn MacBook Pro để edit video luôn cho nó tiện. I am actually editing videos away from my desk. Like I've taken this home, edited videos on a couch, at a table, just random other places, which is crazy. The 14-inch screen, it's a great laptop, it's just a little too small, so this is the... Vâng, trong năm vừa qua thì quả thật là chúng ta đã có rất nhiều những sản phẩm công nghệ nổi bật, từ điện thoại cho đến tai nghe, máy tính bảng, laptop, vân vân và vân. Rất nhiều sản phẩm đã được ra mắt trong năm vừa qua và rất là thành công, đúng không ạ? Thế nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến một sản phẩm nữa. Vâng, đó chính là xe điện. Anh em có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới thì chúng ta đã có rất nhiều những mẫu xe điện khác nhau. Và mình tin rằng là năm 2022 thì xe điện sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là việc trong năm vừa qua thì VinFast, một hãng xe tại Việt Nam, đã cho ra mắt tới 5 mẫu xe điện phủ đủ 5 phân khúc là ABCDE. Và mới đây thì hãng cũng đã tuyên bố ngừng sản xuất xe xăng. Không chỉ có vậy, năm vừa qua thì VinFast cũng đã cho ra mắt mẫu xe buýt điện của mình và cũng đã được đưa vào trải nghiệm. Và mình nghĩ rằng năm nay sẽ còn là một năm bùng nổ hơn nữa, tại vì chúng ta vẫn còn đó một hãng họ chưa tham gia vào thị trường này. Đúng vậy, đó chính là Apple. Có thể nói rằng là ở thời điểm hiện tại thì để mà nói về xe điện của Apple nó vẫn còn hơi sớm, tại vì là những thông tin về mẫu xe điện của Apple ấy, ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn đang khá là mơ hồ về những cái mẫu xe điện của Apple. Thế nhưng mà tin mình đi, trong tương lai thì nhiều khả năng là Apple họ sẽ cho ra mắt mẫu xe điện của mình thôi. Tại vì như mình đã chia sẻ trong khá là nhiều video phân tích, thì nếu như mà Apple họ cho ra mắt xe điện ấy, thì thực sự là họ sẽ có một cái lợi thế rất lớn. Tại vì ở thời điểm hiện tại, như anh em đã biết, những số lượng mà người sử dụng sản phẩm của Apple ấy, thời điểm hiện tại là cực kỳ nhiều luôn. Thế nên là mình nghĩ rằng là Apple trong tương lai có khả năng là họ sẽ cho ra mắt mẫu xe điện của mình. Thế nhưng mà đấy là chuyện của sau này. Còn tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì Tesla vẫn đang là ông trùm trong mảng xe điện. Và mình nghĩ rằng là trong năm 2022 chúng ta sẽ còn có thêm nhiều hãng xe điện hơn nữa để cho người dùng có thể lựa chọn. Và tất nhiên thì nếu như để mà nói rằng là xe điện sẽ thay thế xe xăng vào năm 2022 thì mình nghĩ rằng là chưa đâu. Cái gì nó cũng cần phải có thời gian.
từ từ thì khoai nó mới nhừ được. Rồi, ok. Và đó tất cả những thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay, cũng như trong video ngày nay trước khi chúng ta nghỉ Tết. Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại những sự kiện công nghệ nổi bật trong năm 2021. Thế còn anh em thì sao? Sự kiện công nghệ nào mà anh em thấy rằng là đáng nhớ nhất trong năm vừa qua thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhá. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV. Bởi sắp tới bọn mình sẽ còn có thêm nhiều sản phẩm hơn nữa, nhiều sự kiện công nghệ hơn nữa muốn chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye, chúc mừng năm mới nhá.